Lâu lắm mới xuống biển Hải Tiến rúa mát thật cơ. Ui giời ơi. Trời ơi. Thằng Tê. Ui giời ơi, chạy đi em ơi, chạy đi em ơi. Quân Tê là quân mơ. Quân mơ. Mà chứ quân mơ. Trời ơi, mày sắp lấy vợ rồi mà mày lại còn xuống Hải Tiến này mày tả tư với cái bọn quân nhất danh đây à? Mơ. Đây là em gái Mưa. Không có mày Mưa chị hết nhá. Tao viện tao nói với cô Thủy. Ê đừng. Này em bảo. Cô thích ăn nhà hàng em dẫn đi ăn nhà hàng. Này, mày đừng có lấy mấy cái nữa mà mua chuộc tao nhá. Tao là câu không ăn chừng. Nhà hàng hải sản Hồng Nhàn. Có ngon không? Nguồn hay không vô ăn là biết. Nhiều gì thì ăn răng hết. Tự nhiên đi mà ăn. Không cứ tí để ăn hết đi cái bàn không còn cái gì người ta nhìn vô người ta lại cười với cái mặt cho. À thì tao cứ nói dưới chứ mì gọi mô thì tao ăn đấy chứ. Thôi tao xin phép bắt đầu nhập tiệc nha. Ờ, nhập tiệc đi, nhập tiệc đi. Này, nhớ là ăn xong nhá. Là phải giữ cái bí mật cái chuyện lúc nãy của em nhá. Ờ, mày yên tâm đi, tao ăn hết một bàn đi là tao mất trí nhớ. Chị hứa là chị không nói cái chuyện của em ngày hôm qua cho Thủy biết đúng không? Ờ, tao không nói cái gì mà. Tại sao Thủy vẫn biết? Tại, chị có nói cái gì cho em biết không? Không, nhắn tin cho em đấy chứ. Đưa thấy chưa? Nói với nhắn tin thì khác gì nhau. Cho em mượn cái mũ đi. Cứng đấy em ạ. Được. Ê, vợ ơi.